em xin giới thiệu mặt bằng tại chợ Hóp, xã Lam Hồng, huyện Nam Sách. Mặt tiền đang là 8m, sâu 20m. Đây là một cái xưởng mộc cũ, chủ nhà có thiện chí cải tạo theo yêu cầu của Vinmark Cộng ạ. Anh chị thấy vỉa hè rất là rộng, có thể để được hai hàng, mỗi hàng xe là được 12 xe máy ạ. Khu này là khu dân cư mới. Đây là bên trái mặt bằng. Vị trí mặt bằng nằm tại trung tâm của xã Nam Hồng, tập trung nguồn di chuyển trên trục đường chính 5B, nguồn di chuyển của 3 xã Minh Tân, Thái Tân, Nam Hồng, An Sơn về thị trấn Nam Sách ạ. Tao đi mua chả khai báo. Bên phải mặt bằng thì đây là cái cách 10m là tới chợ Hóp, và cách 100m là tới nút giao thông tới thị trấn Nam Sách rồi ạ. Đối diện với mặt bằng đó là ngân hàng Ocean Bank ạ. Khu dân cư ở đây khá là đông đúc và sầm uất, rất là nhiều cửa hàng tạp hóa, khá tiềm năng để mở Vinmark Cộng ạ.